Nhận định bóng đá Liverpool với Crystal Palace. 22 giờ ngày 23 tháng 5, Liverpool sẽ có trận đấu với đối thủ Crystal Palace trên sân nhà tại vòng 38. Một chiến thắng đậm sẽ giúp thầy trò huấn luyện viên Jurgen Klopp có được tấm vé tham dự Champions League mùa sau. Cập nhật thông tin trước trận đấu, tỷ lệ kèo. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Đoàn quân của huấn luyện viên Jurgen Klopp đang có được phong độ thi đấu ổn định trong thời gian gần đây khi mà Liverpool đã giành được 4 chiến thắng sau 4 trận đấu gần nhất, với việc giành được 12 điểm sau 4 vòng đấu gần nhất. Hiện tại, Liverpool đang có được 66 điểm sau 37 vòng đấu. Họ đã vươn lên xếp thứ 4 trên bảng xếp hạng khi hơn Leicester về hệ số phụ. Được thi đấu trên sân nhà trong trận đấu này sẽ là một lợi thế đối với thầy trò Jurgen Klopp. Khi mà Liverpool đang chơi ổn định trên sân nhà với việc giành 3 chiến thắng cùng 2 trận hòa sau 5 trận đấu trên sân nhà gần nhất. Thêm vào đó, trong 4 lần gần nhất tiếp đón các vị khách Crystal Palace, Liverpool đang có được thành tích toàn thắng. Trong khi đó, đoàn quân của huấn luyện viên Roy Hodgson đang thi đấu thiếu ổn định trong thời gian gần đây khi mà Crystal Palace chỉ giành được 1 chiến thắng trong 3 trận đấu gần nhất. Với phong độ trên sân khách không mấy ấn tượng gần đây, chuyến làm khách trên sân Liverpool sẽ là một thử thách vô cùng khó khăn đối với thầy trò Roy Hodgson. Soi kèo tài xỉu. Theo thống kê, những trận đối đầu gần nhất giữa hai đội đang có tỷ lệ nổ tài cao hơn. Cụ thể với kèo tài xỉu 3.5, có 3 trong 4 lần chạm trán gần nhất giữa hai đội đã nổ tài. Thêm vào đó, trong 3 trận đấu gần nhất của Crystal Palace cũng đều đã nổ tài. Do đó, các chuyên gia dự đoán khả năng trận đấu này sẽ nổ tài là khá cao. Soi kèo hiệp 1. Với lợi thế sân nhà trong trận đấu này, đoàn quân của huấn luyện viên Jurgen Klopp sẽ là những người chủ động đẩy cao đội hình chơi tấn công và tạo ra nhiều cơ hội ăn bàn. Dưới sức ép của đội chủ nhà, các chuyên gia soi kèo tối nay dự đoán khả năng Liverpool sẽ có được bàn thắng trước trong hiệp 1.